Khi đấu bò tót, có phải nhất định phải dùng vải đỏ không? Đấu bò tót ở Tây Ban Nha được cả thế giới biết đến. Lịch sử của phong trào này đã có từ rất lâu đời. Rất nhiều người đều biết. Khi đấu bò tót, đấu sĩ sẽ ăn mặc rất đẹp, trong tay cầm một cái tấm vải hoặc khiên màu đỏ, không ngừng phất phất trước mặt bò tót. Thế là mọi người đều tự nhiên mà cho rằng màu đỏ có thể làm cho bò tót nổi giận. Thực ra, đấu bò tót không nhất định phải dùng vải đỏ, bởi vì bò về căn bản không có khả năng phân biệt màu sắc. Cho nên nếu đấu sĩ sử dụng một tấm vải màu trắng, vải màu vàng hay vải xanh, thậm chí một tấm vải màu đen, như thế cũng có thể đấu với bò tót. Hơn nữa sẽ giành được kết quả hoàn toàn giống như khi dùng vải đỏ đấu với bò tót. Vậy nhân tố nào khiến bò tót nổi giận, tiến đến tấn công? Đó chính là sự lay động của tấm vải. Có người đã từng làm một cuộc thử nghiệm, tùy ý dùng một đồ vật nào đó phất rung trước mặt bò tót đều có thể làm cho nó hưng phấn. Cho nên đấu sĩ cần phải có kỹ năng sử dụng tấm vải đỏ một cách điêu luyện và thành thục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video có ích thì các bạn hãy nhấn like hoặc click share để chia sẻ video cho nhiều bạn bè khác cùng theo dõi. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Duy Võ để tiếp tục đón xem nhiều video mới một cách thường xuyên các bạn nha. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you, see you next time.